Vâng, xin chào các bác, chào mừng các bác đã trở lại với cái trang kính cổ kính xưa. Trước tiên là rất cảm ơn các bác luôn quan tâm đến em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em có thể nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới của video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi em lên video thì các bác sẽ được cập nhật những video mới nhất nhé. Và thường xuyên của em vì ngày nào, hàng ngày em đều có video. Hệ thống Bluetooth sẽ báo qua cái tin nhắn tốt tốt các bác rằng em vừa lên video để tránh mất thời gian em vào phiên ngày nay. Phiên ngày nay thì em có một cái kính luận Đức Quốc xã, đó là Mavic đoàn gánh Đức Quốc xã xưa, được sản xuất vào đến giai đoạn 1950. Đoàn gánh nhé, đây là cái phiên bản gọi là Limited Edition. Tại sao nó thế? Bởi vì là chuôi đồi mồi đấy và còn rất là mới. Cái phiên bản Limited thì nó sẽ khác biệt so với phiên bản thường đấy, từ cái chuôi ve càng các thứ ở nó đều có những cái điểm nhấn rất là khác nhau, và tí nữa em sẽ đi chi tiết. Bây giờ em sẽ đeo lên khuôn mặt để cho các bác xem có hợp với khuôn mặt các bác nhé. Trước tiên thì bao giờ em sẽ đi tổng quan bên ngoài trước, và sau đó là đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Bác nào ở gần Hà Nội có địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0915668826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng cái phương tiện là bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa. Và cái phương tiện gì mà nó nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, ví là gửi phương tiện đó. Thời gian gửi là từ 1, 2 ngày đến 3, 4 ngày tùy theo thiên tai, dịch bệnh và bão lũ. Đấy, còn rất là mới, rất là đẹp nhá. Bây giờ đi phần bên trong. Ở cầu giữa thì nó có chữ Optima và 18 micron và một có hai cái chuyện, một chuyện vuông ở giữa và một chuyện vuông nhỏ bên chữ Optima, rất là nhỏ cái này ngày xưa. Một số bác thắc mắc cái nhẫn là cái gì đây? Đây gọi là cái nhẫn Navy, nhẫn nhẫn Navy nhá, hải quân và đại bàng tung cánh đấy. Còn đây là nhẫn học viện quân đội. Hôm nào em sẽ lên nhẫn sau, vì đợt này em đang hơi bận một số việc về hành chính, công việc hành chính đã, tranh thủ đợt này đây lên kính kính còn em chưa lên hết được, vì hàng mấy trăm cái kính cổ của em chưa lên hết được, mới chỉ lên được mấy chục cây đại diện thôi. Đây nhá, cầu giữa là Optima và 18 micron đấy, và nó có một cái chuyện vuông ở giữa. Hiện giờ là kính mới lên được cái vài chục cây, và trong cái đó hàng tủ kính để em hàng mấy trăm cây kính. Đấy. Đó là cầu ở giữa, và bây giờ đến càng phải là có 135 và chữ Oshima. Đấy, càng phải nó có cái chữ là 135 Oshima và chuôi của nó là chuôi đồi mồi. Và càng trái thì nó có chữ Mavic 135. Mavic 135. Đây là càng trái nhé. Các bác nào mà xem cái video cảm thấy nó không rõ ràng thì yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo. Em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu kèm theo video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình chân thực những cái kính đó. 135. Ở bên này nó cũng là 135 nhưng mà là Optima. Tức là bên cạnh phải đấy. Và cái chuôi của nó đây, hai cái chuôi là chuôi đồi mồi. Nó rất là khác biệt so với cái chuôi khác là chuôi đen, chuôi nâu. Đấy. Tức là phiên bản thường thì nó có là chuôi đen và chuôi nâu. Ở bên ngoài này thì nó có những hai cái ký hiệu, đó là logo hãng. Bên ngoài là cái phiên bản là phiên bản Limited Edition thì nó sẽ có hơi khác biệt một chút so với phiên bản kia. Đấy, các bác phải nhìn ngay này, các bác nhìn này, nhìn rất rõ cái cầu giữa luôn này. Đấy. Là Optima hạng 18 micron. Và hai cái đoạn này thì nó có những cái chuyện vuông để nó đánh dấu một cái phiên bản khác biệt đặc biệt so với bản phổ thông, thì là nó sẽ có là cái chuôi đen hoặc là chuôi nâu, còn phiên bản này thì nó là phiên bản chuôi đồi mồi. Và giá của nó cái này là 7.600.000 nguyên zin toàn bộ, độ mới con này phải lên đến 93-94%. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn những lãnh thổ, các bác luôn luôn yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn. Về hình thức mua bán, các bác là chuyển khoản em bao ship, các bác là chọn thêm ship code thì vui lòng đặt cọc 100k, đó là quy định của bên em từ xưa nay là như thế. Về thời gian bán hàng thì là từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện
Các bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất của em đi gửi hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa và đi, đặc biệt hơn là em đi thẩm định đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. À, chính vì những cái vài tháng vừa qua là em đi thẩm định đồ cổ đồ xưa cho em đi cũng khá nhiều, khá bận, nhiều nhiều khi các bác có lắm hôm một số bác đến đầu ngõ nhà em thì lại không, và cuối cùng là không gặp em phải đi về, rất đáng tiếc bởi vì bác đến đột xuất quá. Em đã thông báo rồi, đến về điện thoại trước, để bắt đầu trước khi lên xe có ý định bắt đầu từ nhà đi điện thoại thì em sẽ sắp lịch và em sẽ dồn lịch lại để em tập trung nghiêm túc nó bắt từ xa và hướng dẫn cho bác là đi đến đâu. Chứ bác đến đột xuất quá đâm ra là em hôm nay là em đi tỉnh, em đi thẩm định định giá đồ cổ đồ xưa, chính vì đợt vừa rồi đi tỉnh nó rất rất nhiều anh em chơi lan đột biến và em thấy là bị tốn tiền một cách rất là lãng phí, cho nên là em có làm một vài cái video nói về là bóc mẽ lan và sắp tới là em sẽ làm một vài cái video bóc phốt và phanh phui những cái vụ lan đột biến tiền tỷ lừa đảo như thế nào, thì để sẽ để một vài video sau đấy. 7 triệu 6 nhé. Mavic đoàn gánh xưa, Đức Quốc xã xưa. Đấy. Thời gian rất là thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 1 giờ tối đến thời gian bán hàng. Với điều kiện các bác điện thoại trước để em nghênh tiếp bán từ xa và lắng nghe thấu hiểu những cái gì bác nói và em sẽ tư vấn cố vấn làm sao chơi món đồ cổ xưa gì nó hợp tình, hợp lý, hợp ví, hợp đông, hợp gu. Đến khi các bác ra về em sẽ gọi xe ôm taxi ra nhà ga bến xe sân bay đi nơi miền trốn đảm bảo an toàn yên tâm tuyệt đối luôn đấy ạ. 7 triệu 6 nhé. Các bác mua đâu, bác mua bác nên lựa chọn những nơi mua bán lâu năm nó có các thương hiệu uy tín ở Hà Nội hay Sài Gòn, là có em và một số anh em là chơi đồ cổ và muốn đồ cổ là hai mấy năm và ba mấy năm. Ngay cả số điện thoại của em và một số anh em chơi đồ cổ bán và mua bán đồ cổ đồ xưa là toàn trên 20 năm, số điện thoại của em 21 năm, mấy ông anh kia toàn 24, 25, 25 năm. Thì đó là cái tính phát nhân thoại lý rất cao, thương hiệu uy tín. Thì bác đừng mua ở những cái chỗ mới rồi, rồi chỗ địa chỉ là không rõ ràng, địa chỉ chung chung lung tung linh tinh. Bởi vì là ngày nay với cái phương tiện thông tin đại chúng, một số những cái app của những cái trang thương mại điện tử Lazada, Sendo, Shopee và nhiều trang khác là cho thuê gian hàng ngàn, cho thuê gian hàng và bán những cái sản phẩm không minh bạch, không rõ ràng, địa chỉ không công khai, địa chỉ không rõ ràng, số điện thoại toàn sim khuyến mại, sim rác. Đấy, nó bắt chước theo kiểu mô hình lan đột biến đấy, thì các bác đừng có nên mua. Rồi những cái trang mạng xã hội như Facebook và nhiều trang khác rồi nó lập nên cái nick ảo rất là nhiều, không nên mua những kiểu thế. Đa phần lập nick ảo thôi, xong nó bán xong rồi có vấn đề gì nó cũng ủ trái quyền, mất hút. Em chỉ khuyến cáo là mua cái gì thì mua, đồ cổ đồ xưa hoặc đồ ao hoàng hiệu. Đến tận nơi mua sở thị, biết con người, biết nhà, biết cửa, tư cách, rồi hãy quyết định xuống tiền. Mình cứ ngồi, mình xem đồ và mình kiểm tra đồ, rồi lúc đó mới quyết định xuống tiền, không nên vội vàng. Đấy là cách mua bán em, bởi em đi trong nước ngoài nước rồi em cũng toàn đi cái đấy, và thường thường là em mua là em hay chọn những cái nhà sưu tầm rất là lâu năm. Còn em ra châu Âu mà khi em ra gặp những nhà sưu tầm phải đến 5-60 năm, 40 năm, toàn gặp nhà sưu tầm lão luyện vì người ta có cái độ am hiểu, ta chơi từ lúc cái ngày mà từ cái thời điểm mà kính bắt đầu ra đời thì người ta hiểu rất là sâu rõ, học là nhẫn Mỹ hoặc là đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ ô đô, rồi là đèn hay đèn chùm hay là ấm chén mạ vàng bình, đấy là đều nó đồ cổ châu Âu. Thì là mình chọn những cái nhà sưu tầm có cái chất, nó phải nói chất xám, và hai là cái độ hiểu biết. Mình có thể là mình không mua bán được ra đồ gì nhưng mình học hỏi rất nhiều ở đó. Chứ còn bây giờ đến một cái chỗ mà địa chỉ nó không rõ ràng ấy, bởi vì em chia sẻ rất nhiều rồi, đặc biệt là trên Facebook năm ngoái có cái nick là Nguyễn Thanh Thanh Hương, bây giờ đổi sang cái khác rồi, chuyên bán được kính giả cổ, kính đẻo, kính dởm và đồng hồ đeo tay, là địa chỉ là không bao giờ hẹn rõ ràng, kể cả như một số cái trang khác nữa thôi, rồi YouTube, rồi là thương mại điện tử hẹn rất buồn cười, hẹn nửa đường, rồi hẹn chân tòa nhà này, chân tòa nhà kia, chân chung cư nọ, chân chung cư kia, hẹn cà phê không hẹn cà phê được, qua anh ở đâu em mang qua, anh ưng thì mua, anh không ưng thì thôi. Đừng bao giờ mua bán kiểu thế, rất nguy hiểm. Giá cây Mavic đoàn gánh là 7 triệu 6 nhé. Vâng, thì vừa rồi thì em có nói là cái góc độ chia sẻ về lan đột biến, thì nhân cái tiện video này em nói tiếp và để cảnh báo để các bác là đừng có dây vào những cái chiêu trò của lan đột biến. Tất cả các giỏ lan em nói luôn này, giá chỉ 50 đến 70 nghìn,
cao lắm thì 100.000 đổ lại. Các bác mua ở đâu, gọi điện thoại cho em chỉ chỗ mua rất rẻ. Và em cũng nói rất nhiều phiên trước rồi, Đại học Nông nghiệp là bên đó bán rất nhiều các loại giống lan tứ quý, Hồ Điệp, Tai Châu, rồi lan Lạng Sơn, lan Phú Thọ, lan Vĩnh Phúc, đủ các loại lan. Thật ra là đấy là những cái chiêu trò đặt tên thôi. Còn lan nó nói chính rõ là chỉ có một vài cái tên lan Hồ Điệp, lan tứ quý thôi, rồi lan xanh, rồi lan trắng thôi, nó không có cái gì cả. Nó người ta cứ máy móc lên đặt cái tên mỹ miều, rồi nó thổi phồng, đánh bóng tên tuổi, rồi nó nâng cái giá trị lên ảo diệu. Em phải nói câu đấy, lan các bác, kể cả bác thích mua giỏ lan em cũng chỉ chỗ mua, nó cũng chỉ khoảng 100.000 đổ xuống. Đừng có dây dưa vào những cái vườn lan mà nó hét giá đến tiền tỷ nọ tiền tỷ kia, trăm triệu nọ trăm triệu kia, đều là lừa đảo hết. Đấy, chính vì thế em lại kể một câu chuyện lừa đảo như này. Đây là cái góc độ chia sẻ quan điểm đấy. Cách đây khoảng tháng thì có một đồng chí, là một thằng nhóc con, nó sinh năm 92, nó bán cho em kính cơn. Sau khi bán cho em kính cơn thì bắt đầu là nó khoảng một ngày sau, ngày trước ngày sau, tối ngày hôm sau thì bắt đầu ông nhắn tin, ông giới thiệu là ABC thế nọ, lan kia, rồi là gỗ, chơi đồ nọ đồ kia. Ông khoe xong nói chuyện một hồi, hồi buổi tối em rất là bận. Buổi tối thì em lúc lúc nhắn tin được, lúc nhắn tin được, vì em bận công việc nhiều lắm. Vì em làm về thiết bị y tế và dược, rồi là đồ cổ đồ xưa, nó chỉ là nghề tay trái thôi. Vui là chính, tiền bạc đôi khi nó chỉ là thứ yếu, cho nên em bán cái giá là luôn là tốt nhất thị trường. Đấy. Các bác phải hiểu rằng cái này, nó giới thiệu lan xong nó bảo là đầu tiên nó bảo là vay 3 triệu mà chả biết nhà biết cửa ở đâu cả, mà nó là tít Ninh Bình mà em thì Hà Nội, mà nó Ninh Bình xong đó ngồi vay 3 triệu đúng rồi, xong rồi tính em rõ ràng, xong là em tính nói kia, xong là em giả chả chơi bời quen biết đéo gì mà đòi mẹ vay 3 triệu mà giao dịch giữa người mua người bán ngày trước ngày sau. Mình cũng tưởng mình cũng chỉ là nhắn tin hỏi là nhà cậu cậu chơi lan à, rồi cứ nhắn tin cho em thôi, xong em nhắn tin lại rồi giới thiệu nọ giới thiệu kia cho với em à, chơi lan chơi gỗ. Thật ra những cái giỏ lan còn thằng đấy giới thiệu thì toàn cái giỏ lan có vài chục nghìn thôi, em chỉ đánh giá là cái giỏ lan nó chỉ bán 30 đến 40 nghìn. Tại vì thật sự các bác này, nhà em chơi cây cảnh trong đó có lan, thì ông già em chơi cách đây là hơn 60 năm, và bản thân em cũng là một người chơi cây nhưng mà chơi không sâu, chỉ chăm sóc là chủ yếu thôi, là 31 năm, từ những năm 90 91 đến giờ, là ngay từ lúc mà em chơi cây và chăm sóc cây, những thời điểm đó là nó đã chưa ra đời. Thế em nói rồi, chỉ đáng tuổi con tuổi cháu là vì thế, không thèm chấp. Nhưng mà dám nó múa rìu qua mắt thợ giới thiệu cái lan, xong là đến bảo là có người giải em 120 triệu ông bán, mà trong bản thân nó đang nợ người ta 3 triệu, không hỏi vay 3 triệu, nghe có chối tai không, có phì cười không, chả quen biết gì đòi vay 3 triệu, nực cười. Đối tượng lừa đảo giả danh nhá, các bác là lưu ý này, bán lan trên thị trường dàn lan thuê 1 đến 6 tháng là cùng, họ trả tiền theo tháng, sau đó là có biến động gì nó ưu té quyền một sau một đêm tối là nó đánh trên mô tô, nó phi di chuyển hết. Coi như các bác mà đã mua cái giỏ lan vài chục triệu vài trăm triệu có thắc mắc thì một vài ngày sau bác đến thì nó mất hút con đường nhà lươn, ưu té quyền từ lâu rồi, em khẳng định luôn. Thế tại sao cái đối tượng thằng xấu, thằng nhóc 92 nó chào em lan, nó hét giá 120 triệu. Xong tiếp theo đó em kể em, và mấy ngày sau nữa nó chụp một cái ảnh giỏ lan, nó cả cái dàn lan. Thì em chỉ nhìn lướt qua em biết là cái giỏ lan là bao tiền, và cái dàn lan này là dàn lan ảo. Tại sao ảo? Bởi vì cái dàn lan là dàn lan dựng mà thuê bãi đất trống, em biết chính xác luôn, và thuê rất rẻ, chỉ vài triệu một tháng thôi. Đấy, định định lừa em, định lừa em 120 triệu, thì em bảo là nó xong nó nhắn tin cho em, nhắn tin rất hay, nó nhắn tin khoảng 2 3 dòng, nó bảo anh xem được không vào việc luôn, nghe như là em thích cây lắm. Thật ra em chả thích cây cối đâu, chỉ có chăm sóc cây cho nó có oxy ở nhà, oxy tốt thôi. Như em khuyên cáo chăm sóc cây là mình phải chăm sóc tự nhiên, đừng có phân lân, phân hóa học, phân đạm, phân kali, phân gì, tất cả mình chăm sóc bằng tự nhiên, bằng tưới bằng cái nước gạo là tốt nhất, rồi là bằng cái rau như rau muống hay như hay cái rau gì mình nhặt rau mình cho vào củ gốc cây, đó là cái chất hữu cơ đấy, chứ đừng có phân gì phân nọ phân hóa học mà không tốt cho sức khỏe đâu. Đấy là khuyên. Thế là nó mới nhắn nhắn tin thêm, em gọi em nghe em thấy chối tai quá em mới gọi điện lại. Thế bảo anh không mua lan đâu mà gửi làm gì, nếu mà thế mà anh không có tiền đâu, mà nó bảo anh mà không có tiền, mà kể cả anh có tiền anh cũng đéo chơi lan, nó khẳng định luôn. Mà cái giỏ lan của em nó chỉ đáng giá 100.000 đổ lại,
đấy, còn em bán đâu 120 triệu được thì anh sẽ cổ vũ thêm cho em vài triệu nữa tặng luôn. Em khẳng định luôn là mà cái lan đấy nhà em đã mua năm năm ngoái năm kia gì đấy, mấy chục nghìn ông già mua, và để trên sân thượng em cũng tưới, em thỉnh thoảng hàng ngày em vẫn tưới đấy, là chăm sóc bình thường thôi. Mà ông hét giá 120 triệu mua mấy chục nghìn, nó định múa gì có mắt thợ. Em xin lỗi thật sự các bác, là em không không lý cái gì mà số anh em bạn bè người thân gần xa đã nhờ thì em đi thẩm định đồ cổ đồ xưa khắp Nam Bắc mà nó lại còn đòi mà loại bịp người Lan. Tại sao em lên cái video về Lan này là để cảnh tỉnh cảnh báo, và em sẽ lên rất nhiều cái video về Lan để cho những cái bọn Lan phải chết, phải chết. Em khẳng định luôn, và những cái đối tượng mà có manh nha lừa, ý định lừa đảo Lan mọi người thì khi xem được video này thì chắc là cũng là tức tối đấy. Em khẳng định luôn, tất cả các giống lan thị trường nó chỉ có là giá vài chục nghìn thôi, 50 nghìn đến 70 nghìn, em nhắc lại nhé, 50 đến 70 nghìn. Bác nào mua đất thì 100 nghìn, bác nào mà không biết chỗ mua gọi điện cho em, kể cả tỉnh em sẽ chỉ đến chỗ đến mua chỗ nào, chỉ giá vài chục nghìn thôi. Về chăm sóc mấy tháng xong có hoa, không việc gì phải mua, còn mấy cái thằng lan mẹ mày hét giá vài vài trăm triệu, vài tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ, không có đâu. Em nói lại một lần nữa nhé, tất cả các vụ mà đạo diễn mua bán lan là tỷ nọ tỷ kia, vài chục tỷ hay vài trăm tỷ ấy, đạo diễn bày binh bố trận, dàn dựng cảnh để lùa gà công nghiệp vào. Em chia sẻ các bác là chân tình, chân lý, chân thật, còn bác đừng nghe mấy cái bọn bán lan toàn xung quanh đó toàn bọn chân gỗ chân giả. Khuyến cáo các bác là mua bất kỳ đồ cổ đồ xưa gì, cây cảnh phải đến những cái nhà có thương hiệu lâu năm uy tín, phải là mấy chục năm trở ra. Thứ hai phải nhìn vào cái số điện thoại của ta, nó phải là cái số điện thoại đời đầu của Vinaphone hoặc đời đầu của Mobifone nhá. Còn đừng mua cái dàn lan mà nó dựng ở các bãi đất trống, đừng bao giờ mua, đừng có ảo. Vấn đề là hay là nhìn vào những cái Facebook tích xanh, đừng mua nhá. Đấy là đều là những cái thuê những cái bên đơn vị thứ ba quảng cáo marketing và sale để đẩy like, đẩy view, đẩy cái lượng kênh, lượng trang theo dõi lên. Nên tại sao những cái đối tượng lừa đấy mà thằng nhóc 92 không có dám gọi điện lại cho em đâu, không dám. Và em nó nổ thẳng và xuyên thủng ngay đấy, chứ còn không phải đơn giản đâu. Bởi vì bác nào có những anh em đến em chân tình chân thật, 12 giờ, 12 rưỡi, 1, 2 giờ đêm vẫn gọi điện nói chuyện nhau hết sức bình thường, và em vẫn tư vấn cố vấn. Bởi vì lúc đấy lúc đầu em mới gọi là hòm hòm xong lý việc thì em sẽ tư vấn cố vấn, em mới gọi điện lại là anh ơi, anh đừng có chơi những ba cái thứ đấy nữa. Quay đầu là bảo đấy, thì bắt đầu là rất nhiều các bác, thậm chí cậu bác này là những người anh người em thì bắt đầu mới bảo sai lầm quá, không nghe lời, không nghe lời nghe lời chú. Thì nói thật sự là năm ngoái thì em cũng chủ quan, em không lên video, em chỉ có nó nói rất là nhỏ là không nên chơi lan vì nó giá trị nó không thực và ảo ảo diệu. Thì lúc đấy thì em cũng nói không sâu với một số bác như thế, em chỉ nói là giá trị nó không phải giá trị thực đâu đấy. Nhưng mà một số bác thì cũng không nghe, cái bỏ ngoài tai lại còn cười trừ cơ. Thế đến bây giờ đi mua cái giỏ lan vài chục triệu với vài trăm triệu, bây giờ ngớ người ra vì bắt đầu là gọi điện cho nó thì nó ói e rồi, tìm ở đâu nữa, không biết nó ở đâu nữa rồi. Tất cả Facebook, cả là Facebook tích xanh nó cũng biến luôn cả Facebook, số điện thoại cũng biến luôn cả số điện thoại, đó là cái điều cực kỳ dở đấy. Thôi phiên ngày mai đến kết thúc thôi, thì em còn rất nhiều việc khác nữa, thì các bác nào mà có cái vấn đề gì về đồ cổ đồ xưa, băn khoăn lăn tăn hay là cây cảnh hay lan lùm, cứ gọi điện cho em sẽ tư vấn chuyên sâu luôn, và làm sao các bác phòng tránh được về vấn đề lừa đảo hack tài khoản, cũng như là không mất tiền một cách ngớ ngẩn về những cái món cây cảnh rồi lan đột biến, là ra đột biến là nó sẽ biến mất hút ngay lập tức khi các bác có đều thắc mắc với chúng nó. Đây là cái lời cảnh tỉnh và lời chia sẻ rất thật luôn. Rất cảm ơn các bác đã xem video. Một lần nữa, các bác nào yêu quý thích kênh Kính Cổ Kính Xưa thì các bác có thể ấn nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải màn hình bên và nút biểu tượng và chuông, để mỗi khi lên video thì các bác sẽ được cập nhật video mới nhất. Hệ thống YouTube sẽ báo qua tin nhắn biết các bác rằng là em vừa lên video. Tạm biệt các bác nha.